Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại huyện Sìn Hồ đã ghi nhận ca dương tính với COVID-19 là trường hợp số 52, sinh năm 2011, học sinh lớp 5A, trường tiểu học thị trấn Sìn Hồ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ đã triển khai các biện pháp xét nghiệm, truy vết và khoanh vùng dịch. Để hiểu rõ hơn về công tác này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Đồng Văn Liệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã đồng ý trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa đồng chí, là được biết vừa qua huyện Sìn Hồ đã ghi nhận ca COVID-19 trong cộng đồng. Vậy đồng chí có thể cho biết rõ hơn về trường hợp này cũng như các yếu tố dịch tễ? Thứ nhất là trong buổi sáng ngày 22 tháng 12 vừa rồi ấy, thì gia đình của cháu Tần Phú Nghĩa, học sinh lớp 5 trường tiểu học thị trấn Sìn Hồ ấy, thế là thấy cháu có biểu hiện ho sốt là mang đi khám tại trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân thì trung tâm y tế huyện Sìn Hồ đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và cho qua cái biểu hiện sốt đau họng nên đã thực hiện test nhanh, thì kết quả ban đầu xác định là dương tính. Sau là trung tâm y tế đã thực hiện biện pháp là mời bố mẹ cháu và ông bà của cháu ra ngoài trung tâm y tế Sìn Hồ để khám ban đầu, và sau khi gửi cái kết quả về CDC của tỉnh thì đến đầu buổi chiều ngày hôm qua là 2 tháng 12 thì kết quả PCR là dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có thông tin thì trung tâm chỉ huy của huyện Sìn Hồ đã cử cán bộ y bác sĩ và phong tỏa toàn bộ khu vực lớp 5A2 của cháu Nghĩa đang học. Và sau khi thực hiện các biện pháp thì tất cả các thầy cô giáo trong nhà trường và các học sinh tổng là 68 người, và chúng tôi đã tiến hành cho test nhanh và chuyển tất cả các kết quả về CDC của tỉnh, và một số người xung quanh chúng tôi cho thực hiện các biện pháp luôn. Và đến buổi chiều thì các đồng chí là sau khi rà soát thì trong cái thời gian và vừa rồi trong cái 14 ngày thì cháu này là cũng không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi và quanh quẩn chơi ở hàng xóm là khu vực không khu 5 Sìn Hồ và đi học thôi. Nên là ngay sau đấy là chúng tôi đã xin ý kiến của Sở Y tế, và hôm qua là chúng tôi đã triển khai các biện pháp để khoanh vùng khu vực trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông liên quan đến chỗ cháu học và liên quan một chỗ người bán xôi, để chúng tôi thực hiện các biện pháp và xác định tần suất để xác định yếu tố F0 là liên quan đến F0 của cháu Nghĩa này. Vâng, vậy trong thời gian tới thì Ủy ban huyện sẽ triển khai những biện pháp gì, đặc biệt là tại trường học, thưa ông chí ạ? Báo cáo chỉ là hiện nay là đối với trường tiểu học thì có thêm một trường hợp nữa là cháu tên là Thái, thì cũng là học sinh lớp 5, và qua sàng lọc đêm hôm qua ấy, thì cháu Thái này cũng là dương tính SARS-CoV-2. Thế thì hiện nay là chúng tôi là phong tỏa cái khu vực trường thị trấn Sìn Hồ và hai lớp 5A1 và 5A2, là tổng với cả các thầy cô giáo là hơn 100 người, là chúng tôi cho thực hiện cách ly tại trường tiểu học thị trấn Sìn Hồ. Và trung tâm chỉ huy cũng đã thành lập 10 tổ để truy vết và xác định là các khu vực mà có liên quan đến các đối tượng F. Thì trong cả buổi tối hôm qua ấy, thì đến sáng nay thì chúng tôi đã gửi mẫu về CDC của tỉnh, thì trong đó là có phát hiện ra 7 ca là dương tính SARS-CoV-2. Thì hiện nay là chúng tôi đang triển khai là thứ nhất là tại khu vực nhà của cháu Nghĩa, thứ hai là tại khu vực nhà của cháu Thái, và thứ ba là tại trường tiểu học của thị trấn Sìn Hồ và trung học cơ sở. Thì chúng tôi đang chia là 7 tổ 10 bàn để tiến hành lấy mẫu. Vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ.